Chào các bác nhá. Hôm nay em còn mỗi hai con này em đăng lên. Còn hai con bác nào thích em nó thì hốt luôn. Một con khoan Makita nhá. Bộ kẹp 13 ni. Đầu nó còn mới lắm. Còn vẫn biết Makita. Hai con này một cặp. Đằng trong nó ấy, nó còn đồng còn đỏ công tắc đầu đầu chiều đó. Ốc kia con còn mới mới tinh con nàng trong nó công suất 700W. Con này con sắt thì mấy con gỗ hôi rồi luôn. Khỏe. Hình thức của em nó. Con bần bít còn cả tem này luôn, mới lắm. Hôm nay còn mỗi hai con cuối cùng. Lúc nào đấy em để lại giá rẻ cho. Chào các bác nhá. Chủ nhật em đi lấy hàng mới.